Rồi, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay lại kênh của mình nha anh em. Tiếp tục clip bán máy anh em hôm nay nha. Xin nhắc lại số điện thoại đặt hàng bên mình 0355 356 356, có trên cái bảng nhỏ phía trước nha anh em. Quy định mua máy thì xin em vui lòng cọc trước cái cọc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu ha. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cọc 100.000 Viettel. Nhắn họ tên, địa chỉ cùng với cái máy cần mua nha. Máy bán ra thì mình có ship code toàn quốc nha anh em. Những anh em nào mà chịu khó thẳng thì mình bao ship. Còn những anh em nào mà cọc tiền thì vui lòng chịu phí ship nha, 450 nha. Tới nơi thì anh em cứ kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán tiền nhà shipper. Máy thì bao test cho anh em 1 tuần thoải mái nha, bảo hành 1 tháng nha anh em. Bao đổi trả nha. Rồi không dài dòng nữa, xin giới thiệu. Rồi con máy đầu tiên hôm nay là một em Xiaomi anh em, Redmi Note 3 nha. Redmi Note 3. Con này màn hình 5.5 inch nha anh em. Xiaomi Note 3 nha anh em, Redmi Note 3. RAM 332 nha. Con này màn hình 5.5 inch, pin 4000. Cũng trâu bò đấy anh em. Xài ok luôn. RAM 332GB. Em nó đây, 332. Con này ra đi cho anh em giá 1.250.000 nha, 1.250. Máy còn rất là đẹp nha. Nguyên zin ha. Xiaomi Redmi Note 3. Tiếp theo là con Samsung J7 Rim. Con này thay vỏ mới cho anh em là. Thay vỏ mới keo này anh em ha. Mà 5.5 inch nha, RAM 332. Con này pin 3.300. J7 Rim màu đen. Màu đen. Máy thì sáng đẹp ha. Cái bẫy riêng. Chức năng ok nha anh em, màn sáng đẹp ha. Con này để em giá 1.6 triệu thôi, 1.6 triệu nha, máy đẹp kìa. Kèm sạc giang kính. Một con J7 Blue. Con này là Blue nha anh em. Vỏ ring ha. Vỏ ring này. Có xuất sắc thêm 5 tháng sử dụng rồi. Không thể nào mà keo được. Rồi chưa thay thì như này thôi. Màn thay mới. Con này là màn thay mới. J7 Blue. Đó màu gold. J7 cộng anh em. Chức năng full. RAM 4 nha anh em. Con này RAM 4 bộ nhớ 32 nha. Màn 5.5 inch ha. Pin 3000. Con này RAM 4GB nha, nó mạnh hơn con J7 Pro Dream. Đó, chức năng thì full. Wi-Fi các kiểu, màn sáng đẹp. Không có đơ liệt hết nha anh em. Giá 1.7 triệu nha. 1.7 triệu. Tiếp theo cho anh em là một con Samsung. Samsung A710. Con này vỏ sao đẹp nha. Lưng sao đẹp này. Đó, sườn như này. Có xuất sắc. Kính này. Đại giác lực rồi. Đông mèo cực nhẹ nha. Đó, máy sáng đẹp. Nguyên ring. Màn ring, vỏ ring. Màn ring sườn là còn ok hết nha. Con này RAM 3 nha anh em. Màn hình 5.5 inch ha. RAM 3, bộ nhớ 16. Chức năng hoạt động ok nha. Màn đẹp luôn. A7 216 ha. A710 á. 3G. Con này để đem giá 1.2 triệu. 1.2 triệu thôi. Cao hơn tiền màn hình tí. Tiếp theo là con A6 Plus. A6 Plus anh em. Con này cường lực bé rồi. Hình lột ra dán làm bị khác cho anh em. Rồi, màu đen nha. A6 cộng anh em. Màn hình 6 inch nha. RAM 4 bộ nhớ 32. Pin 3500 nha. Màn ok luôn. Đó, ring đẹp ha, màn ring. Con này vỏ như thay mới rồi. Nó thay mới cho anh em rồi. Chức năng ok. RAM 4 bộ nhớ 32, pin 3.500. A6 cộng. Con này để anh em giá 2.4 triệu nha. 2.4 triệu. Tiếp theo là con Oppo A31 anh em. A31 ha. Con này vỏ sao còn ok, máy riêng. Xuất sắc nhẹ nha. Màn sáng đẹp ha, hay màn này. Màn đã dán cái lực rồi, không có xước nha. Màn đẹp. A31. Con này RAM 6GB anh em, bộ nhớ 128 lận. RAM 6 bộ nhớ 128 nha. Màn hình 6.5 inch, pin con này là 4230. Pin 4230. Đó. Chức năng ok ha. A31 này anh em.
16 như 128. Nói chung là bán này đời cao, xài ok luôn. Cái này để em giá 2.8 triệu nha. 2.8 triệu kèm sạc dán kính nha. Tiếp theo cho anh em là con Samsung A30. Samsung A30. Con này vỏ cũng con đẹp nha. Nếp sau thay mới, sườn này xước sát, sườn này chưa thay. Xước sát như clip mà không đáng kê đâu, xài được ok. Bóp lưng rồi xài anh em, cái vấn đề đâu. Màn hình 6.4 nha, RAM 332, pin 4.000. Màn ring sáng đẹp. Màn ring đẹp. A30. Con này để em giá của nó là 2.5 triệu nha. 2.5 triệu, máy đẹp nha anh em. Tiếp theo là một con Samsung A20. Đây là con Samsung A20. Con này thay vỏ sau rồi nè, vỏ sau thay. Màn hình 6.4 luôn, cũng RAM 332, pin 4.000 luôn. Kính đại giác cực lực là đẹp ha, thấy đẹp keng luôn. A20. Chức năng hoạt động ok nha. A20 chức full chức năng. A20 con này để giá 2.3 triệu ha. 2.3 triệu kèm sạc dán kính nha. Một em Vivo Y30. Y30 máy nói chung là đẹp tầm 98 thôi. Đó, rất là ok. Y30 nha anh em, màn hình 6.47. RAM 4 của 128. Pin 5.000. Màn ca kính đẹp, lưng đẹp. Đó, máy ok luôn. Lấy hệ thống này, giới thiệu điện thoại này, Y30 ha, 1.38, RAM 428GB, cấu hình mạnh nha. Y30 máy còn rất đẹp, tầm trên 98. Con này 2.9 triệu nha anh em, 2.9 triệu. iPhone 8 lút anh em, 8 lút máy đẹp ha, vỏ đẹp, kính đẹp keng luôn, máy nguyên zin, zin tầm 98 tới 99 luôn anh em. Pin con này chỉ có 75 thôi nha, pin 75, mình chưa thay mới, mình để anh bán luôn. Đây là cầu thì lái nha, máy full quốc tế nha anh em, 64GB, riêng đẹp ha, reset thoải mái nha anh em, cho anh em reset thoải mái nha, máy sạch nha. Vậy anh em đây nhập tài khoản vô, không hề có tài khoản tài khiết hết ha, vậy bỏ sim là xài thôi. Đó, full vân tay vân chân, máy đẹp keng sà beng luôn. Con này đây là giá 6.6 triệu nha, 6.6 triệu. Xiaomi Mi 8 anh em, Mi 8, máy đẹp tầm 98 đô luôn. Kính đại giác cực lực rồi, đẹp keng. Màn hình 6.21 nha. RAM 664 anh em. Pin 3.4 nha. RAM 6 của 64GB, máy cực đẹp luôn. Đó. Chức năng hoạt động ok. Mi 8 để này giá 3.4 triệu. 3.4 triệu nha, kèm sạc dán kính cho anh em luôn, đầy đủ trước khi gây máy. Tiếp theo là một con Samsung Note 8 anh em, bản hàng. Kính đẹp keng luôn. Kính keng, lưng đẹp luôn nè, màu xanh là màu xanh sẫm sẫm này, bút biết đầy đủ hết ha. Note 8, RAM 664, màn hình là 6.3, pin 3.3 nha, máy hoạt động ok. Bỏ sim như là xài bản hàng một sim nha anh em. Màn ám nhẹ nha, không đáng kể ha. AMOLED thì anh em biết rồi, Super AMOLED thì đa số là ám nhẹ hết. Đó, nhưng mà rất là đẹp, ok nha. Note 8 máy nguyên zin luôn. Bỏ sim một sim là xài nha. Con nó 8 để anh em, con này 4.1 triệu nha. 4.1 triệu, có lưng luôn, đầy đủ hết trước khi gây máy. Tiếp theo là một con Samsung A02, máy full box. A02 full box nha anh em, màn hình 6.5 inch nha, RAM 332, pin 5.000. Pin 5.000 cho bò nha, máy full box. Con này nó mới xài được có vài hôm thôi. Báo lại này. Đó, máy như mới nha. Bên trong ruột thì như mới nha. Cái hộp thì hơi cũ tí thôi, còn lại này. Anh thấy máy không? Bao anh em là máy mới, không ai biết luôn, nói mới mua là không ai biết, thực sự luôn. A02. Đó, máy rất là đẹp. Chức năng thì ok. RAM 332. Máy là như máy mới, nó thẳng là như máy mới. Anh em mua chả khác gì máy mới đâu, A02S. Giá chỉ có 2.6 triệu thôi. Giá để anh em 2.6 triệu. Full box luôn. Tiếp theo là một con máy tính bảng iPhone.
của Apple anh em, iPad E2 64GB, iPad E2 64GB. Con này chắc pin yếu rồi, hôm nay lâu luôn sạc pin. À còn nha anh em, pin đầy đủ ha. iPad E2 nha anh em, chức năng ok luôn, 64GB xài rất là sướng nha. Vân tay vân chân đầy đủ ha, bỏ sim là xài thôi, có sim đàng hoàng, xài sim đàng hoàng ha. iPad E2 máy còn rất là đẹp, tầm 98-99% nguyên zin. Con này sẽ đi giá sale cho anh em luôn, 6.2 triệu nha anh em, full box ha. À quên, có lưng với lại cục sạc nha, những máy full box sau đây anh em. Tiếp theo là con Samsung A71 màu xanh, máy nguyên zin, lưng sale có xuất xước nha, lưng sale xuất sắc, không được kèn, 95-96 thôi. Còn kính thì giá là được rồi, màn đẹp ring luôn, màn đẹp tầm 99.99 luôn, gần 100%, nói chung là máy không có vết xước cái màn đó. Còn lưng sau thì có xuất sắc như clip. Con này thì A71 RAM 8 bộ nhớ 128 nha anh em, màn hình 6.7 và pin con này là 4.500 nha. Giá ra đi cho anh em cực mềm luôn, 5.2 triệu kèm sạc dán kính nha. Tiếp theo là con Oppo F5 bản nội địa, RAM 4 bộ nhớ 64, màn hình 6 inch, pin 3.200, máy đẹp tầm 98 trở lên đó, máy đẹp 98 trở lên nha. Đó, rất đẹp luôn, wifi các kiểu. F5 con này ra đi cho anh em giá 1.8 triệu, 1.8 triệu. Một con Oppo A3s nào đó, lưng thay mới nha anh em, RAM 2 bộ nhớ 16 ha, màn hình 6.2, 6.2 pin con này là 4230, chức năng full nha. Đó, wifi được các kiểu ok hết. A3s RAM 2 16, máy đẹp, lưng sau thay mới cho anh em rồi, kèm sạc bèn luôn. Con này để anh em giá 1650, kèm sạc dán kính nha, 1650. Rồi, clip này tóm gọn buổi sáng hôm nay. Xin thay chào cả nhà. Hẹn anh em clip ngày mai nha.